Sexy and I know it. Cũng chia sẻ với quý vị là trong một tuần vừa qua thì chúng ta sẽ tự nghe Nhân Vật Chính nói chuyện về vấn đề này. Trong một tuần vừa qua em đã cố gắng tập gym và tập nhảy rất là nhiều. Và điều đấy khiến em bị chấn thương và bị bong gân. Thưa quý vị, là lẽ ra là Thanh đã phải ngưng. Tuy nhiên là bạn đã bó chân lại và tập. Và ngày hôm nay dù đau vẫn nhảy. Chúng ta không thể nào không dành một tràng pháo tay ngay lúc này. Cái người đã hỗ trợ cho Thanh rất nhiều đó chính là Quang Đăng. Quang Đăng là người chứng kiến nhiều nhất và gần gũi nhất. Quang Đăng rất là muốn cảm ơn Huyền Thanh. Bởi vì hôm qua đang tập gym ở trong phòng tập mà nghe nhắn cái tin nói là Huyền Thanh đang bị bong gân, làm muốn rớt cục tạ xuống đất luôn. Cứ nghĩ là Huyền Thanh chắc là thôi, hôm nay thì Huyền Thanh chắc xin out chương trình luôn. Nhưng mà Huyền Thanh nói là không, chơi luôn. Quang Đăng cảm thấy rất là trân trọng cái nghị lực đó. Bởi vì chính bản thân Quang Đăng trong các cuộc thi, Quang Đăng cũng từng bị chấn thương rất là nhiều. Và mình quan trọng là mình phải đứng lên. Thì Đăng nghĩ là sau hôm nay cho dù mình thắng hay thua, Quang Đăng chưa biết. Nhưng mà Quyền Thanh đã chiến thắng chính bản thân mình rồi.